Kamen Rider Revive là series color kỷ niệm 50 năm của tất cả dòng phim. Toàn bộ những form cơ bản của Revive đều mang tạo hình cũng như dấu ấn đậm nét của tất cả những Rider trong thời đại Heisei, cũng như hai Rider là Saber và Zero One tại thời đại Reiwa. Revive ngoài việc kỷ niệm còn có một cốt truyện riêng của nó, nơi mà trận chiến giữa tổ chức nhân loại bay trên bầu trời bằng phi thuyền khổng lồ với tên gọi Phoenix. Đám thanh niên này là những Desmond nghe theo lệnh của một thực thể mang tên Gip. Bọn chúng đã tấn công thế giới và sử dụng sức mạnh của những Vistum. Vistum là thứ tách ác ma ra khỏi con người và giải phóng sức mạnh của chúng. Và cùng với sự trỗi dậy của đám Desmond, tổ chức Phoenix đã tuyển chọn ra Daisy Igarashi sẽ trở thành người sở hữu sức mạnh của Cold Revive, khai thác toàn bộ những Vistum tiến sĩ Zoji chế tạo. Không phải là Daisy Igarashi mà là Ikki Igarashi, anh trai của người được chọn. Trong buổi tổng duyệt cuối cùng của Phoenix trước khi giới thiệu sản phẩm Revive River đến toàn bộ công chúng cũng như tuyên chiến với đám Desmond, bọn họ đã bị Desmond tấn công trước. Quái vật cũng như bọn chúng cũng có thể tự biến thân trở thành thực thể cao cấp hơn. Gần như tất cả mọi người đều bị áp đảo. Daisy do một vết hằn trong ký ức đã không thể chuyển hóa thành Revive mà bắt buộc nhiệm vụ này phải trao cho Ikki, một người cũng đang mang theo trong người một bí mật vô cùng lớn. Khi anh có một ác ma là Vai đã tin tưởng hắn để giúp đỡ mọi người, nhưng hắn ta bản chất cũng là một ác ma, không còn cách nào khác đành phải nghe lời tiến sĩ Zoji để kích hoạt Revive River, vừa khống chế được ác ma Vai của bản thân mình mà cũng vừa có sức mạnh để bảo vệ gia đình, hay đúng hơn lúc này là mẹ của anh, chuyển hóa lần đầu tiên bằng chiếc Vistum với năng lượng của khủng long T-Rex. Color Revive, hay chính xác là Revive và Vai đã được tạo ra. Color Revive là cả hai Rider, với Vai là vẫn hình dạng nguyên gốc của hắn là đen xen với màu trắng và màu xanh dương, bọc thêm cho người một số nguồn sức mạnh liên quan tới T-Rex. Thiết kế của Color Revive tương tự những Rider ở thời kỳ trước, thời đại Showa. Gương mặt T-Rex của anh là giống như một đầu khủng long bằng nhựa gắn lên phần gương mặt, còn toàn bộ anh chỉ là Vai được mặc thêm vài mảnh giáp lên người mà thôi. Là một Rider thon gọn với những phần giáp và những chi tiết cực kỳ gọn gàng, gương mặt T-Rex được điểm tô bằng một hàm răng sắc nhọn cùng với đôi mắt lớn màu đỏ, thể hiện rõ sự nguy hiểm của loài T-Rex. Chỉ tiếc là màu của anh lại được tô điểm bằng hai màu hồng cánh sen cũng như xanh da trời và một số chi tiết màu tím, làm cho phần nào bớt đi sự nguy hiểm từ loài T-Rex mà anh sở hữu một vũ khí từ đoạn đầu phim Ohin Butter 50, chuyển hóa từ reel thành một khẩu súng mà không cần bất kỳ động tác chuyển nào, chỉ cần cầm ở hai vị trí khác nhau nó sẽ tạo ra một chiều ngắn cũng như một khẩu súng tầm xa bắn ra một con ấn với biểu tượng của Vai trên đó. Nổi bật nhất là phần Zen T-Rex tạo ra từ chiếc Vistum, giúp đôi chân của Revive có khả năng biến to ra tạo thành bước chân khổng lồ của loài T-Rex dẫm đạp kẻ thù. Ngoài sức mạnh khổng lồ, nó còn có khả năng nhảy cực cao bằng lực chân giáng những đòn tấn công cực mạnh vào người kẻ thù. Revive cùng Vai, chúng ta không thể nào không nhắc tới khả năng đặc biệt của họ là Remix. Revive và Vai kết hợp lại với nhau tạo thành một khủng long bảo chúa đúng nghĩa đen. Mặc dù sự kết hợp này khá chấp vá nhưng vẫn có sự thú vị riêng của nó. Hoạt động tương tự của khủng long bảo chúa khi chủ yếu tấn công kẻ thù bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Khi thực hiện đòn finish, con khủng long sẽ bay lên bầu trời bằng cú đập đuôi cũng như sức bật từ đôi chân và ra một cú kick cực kỳ ngầu giáng vào người kẻ thù. Đòn tất sát từ hình dạng Rider là Stamping Finish. Anh sẽ lao lên bầu trời, tạo nguồn năng lượng màu hồng và xanh bao quanh cơ thể của mình cùng với Vai và tạo ra hai con ấn đặc trưng của chiếc Vai Sum mà anh đang sở hữu, đá chúng để đóng dấu chấm hết vào người của kẻ thù.